Khuôn Nguyên kính chào khán giả Người Việt TV. Bản tin hôm nay thứ Sáu ngày 19 tháng 12 năm 2014 gồm có các tin chính. Indonesia cho 1.900 tàu đánh cá của Việt Nam tránh bão. Thảm sát tại Úc làm 8 em nhỏ bị giết và bà mẹ bị đâm. Ba giáo sư Việt Nam tại Mỹ đề nghị cho nhà văn và blogger Nguyễn Quang Lập được tại ngoại. Và Việt Nam thừa nhận bó tay trước việc chống mại dâm. Sau đây là phần tin chi tiết. Chính phủ Indonesia đã chấp thuận cho 1.900 tàu cá của Việt Nam vào hải phận của mình để lánh nạn cho đến ngày 25 tháng 12 của năm 2014, theo đề nghị từ phía Hà Nội. Việt Nam đã gửi đề nghị này cho Indonesia qua lãnh sự quán Indonesia tại Sài Gòn vào hôm 10 tháng 12 năm 2014, sau khi có tin bão đổ vào Biển Đông. Người điều hành cơ quan khí tượng của Indonesia cho hay, là lúc này thì Biển Đông không có bão, nhưng nói thêm là có khả năng sóng sẽ cao tới 3 mét ở khu vực đảo Natura. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Hàng hải và Ngư nghiệp Indonesia nhấn mạnh rằng Indonesia muốn duy trì quan hệ ngoại giao tốt với Việt Nam, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc ngư dân Việt Nam có thể đánh trộm hải sản trong vùng biển thuộc chủ quyền của Indonesia. Ông này nhấn mạnh rằng nếu họ đánh bắt trộm thì họ sẽ bị bắt. Quyết định của chính phủ Indonesia khiến Liên minh Nhân dân về công lý ngư nghiệp của Indonesia không hài lòng. Người đại diện cho tổ chức này nhận định rằng chẳng có gì bảo đảm được rằng ngư dân Việt Nam sẽ không đánh bắt hải sản tại vùng biển thuộc chủ quyền của Indonesia. Ông này cho rằng là chính phủ Việt Nam nên dùng phi cơ đưa ngư dân của họ về nước. Khi thời tiết tốt thì họ có thể đưa tàu của họ về Việt Nam. Dường như cả chính quyền lẫn ngư dân Indonesia rất bất bình về việc ngư dân Việt Nam đến vùng biển thuộc chủ quyền của Indonesia đánh bắt hải sản. 8 trẻ em thiệt mạng và một phụ nữ với các vết dao đâm trên người đã được tìm thấy bên trong một căn nhà nằm ở phía bắc của nước Úc vào hôm thứ Sáu. Cảnh sát tin rằng người phụ nữ 34 tuổi với các vết thương nơi ngực là mẹ của 7 đứa nhỏ và đứa trẻ thứ 8 là một người thân trong gia đình. Người phụ nữ này đang được điều trị tại bệnh viện và trong tình trạng sức khỏe ổn định. Cảnh sát của tiểu bang Queensland cho hay là án mạng xảy ra trong căn nhà ở khu Cairns bên ngoài thành phố Manora. Khi cảnh sát đến nơi thì họ nhìn thấy thi thể của các trẻ em bên trong, tuổi từ 18 tháng đến 15 tuổi. Cảnh sát cho hay là họ không tin là có một kẻ giết người còn đang lẩn trốn trong vụ này và họ đang nói chuyện với người phụ nữ và cũng không khẳng định người này là một nghi can. Thảm kịch này xảy ra trong lúc người dân nước Úc vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ bắt cóc con tin trong một quán cà phê ở thành phố Sydney hồi đầu tuần. Thủ tướng Úc Tony Abbott cho hay là tất cả các bậc cha mẹ đều đau đớn về những gì xảy ra và đây là thời gian có nhiều thử thách cho quốc gia này. Ba giáo sư người Việt hiện đang giảng dạy tại các đại học của Mỹ là các ông Ngô Bảo Châu, Đàm Thanh Sơn, Vũ Hà Văn đã vừa gửi một thư ngỏ kêu gọi hệ thống tư pháp của Việt Nam là hãy để nhà văn Nguyễn Quang Lập được tại ngoại trong quá trình điều tra. Ông Nguyễn Quang Lập có bút danh là Bọ Lập, 58 tuổi, vừa là một nhà văn, vừa là một tác giả nhiều kịch bản điện ảnh, sân khấu và là chủ nhân của blog Quê Choa. Blog Quê Choa là một trong những trang web dẫn đầu về số lượng truy cập tại Việt Nam. Ông Lập bị bắt ngày 6 tháng 12 năm 2014 khi đang bị bán thân bất toại, đi lại và sinh hoạt cần có người giúp đỡ. Sau 9 ngày bị tạm giữ, thì hôm 17 tháng 12 năm 2014, Bộ Công an Việt Nam đã công bố quyết định là khởi tố ông Lập vì tuyên truyền chống nhà nước. Trong thư ngỏ gửi Bộ trưởng Công an, Viện trưởng Viện Kiểm sát Tối cao và Chánh án Tòa án Tối cao, các giáo sư Ngô Bảo Châu, Đàm Thanh Sơn, Vũ Hà Văn nhận định rằng việc bắt giữ ông Nguyễn Quang Lập khiến hình ảnh của Việt Nam trong mắt cộng đồng quốc tế xấu đi. Cả ba tự nhận là đã đọc nhiều tác phẩm và bài viết của ông Lập và chỉ thấy có tâm với đất nước. Ông Lập bị bắt giữ khi tình hình sức khỏe rất tệ, việc tạm giam ông không phản ánh đúng tính nhân đạo của hệ thống pháp luật và xã hội Việt Nam, trong khi công an có khả năng thực hiện những biện pháp ngăn chặn khác mà không ảnh hưởng đến công việc điều tra. Cũng vì vậy, cả ba ông đã đề nghị là hãy để nhà văn Nguyễn Quang Lập được tại ngoại trong quá trình điều tra. Sau nhiều năm đổ nhiều công sức, tiền của để thi hành pháp lệnh phòng chống mại dâm, thì mới đây nhà cầm quyền Việt Nam đã thừa nhận là vẫn chưa làm chuyển biến được tình hình. Theo truyền thông Việt Nam, thì tại hội nghị tổng kết 10 năm thi hành pháp lệnh phòng chống mại dâm vào sáng ngày 19 tháng 12 năm 2014 ở Hà Nội,
Để né tránh trách nhiệm thì ông Nguyễn Trọng Đàm, Thứ trưởng Bộ Lao động đã biện minh rằng mại dâm tại Việt Nam cũng sử dụng công nghệ cao nên khó kiểm soát. Ông Đàm cho biết là mới đây 63 tỉnh thành phố báo cáo là hiện có gần 12.000 người bán dâm có hồ sơ quản lý. Trong khi đó thì con số thực tế về số người bán dâm có thể còn cao hơn nhiều và đây là một hoạt động khó kiểm soát bởi tính phức tạp, tinh vi và trá hình. Theo ông Đàm thì tệ nạn mại dâm đã và đang gây nhiều hệ lụy cho xã hội. Nguy cơ lan các bệnh xã hội như HIV/AIDS qua đường tình dục cho quan hệ tình dục không an toàn. Tỷ lệ người nhiễm HIV qua đường tình dục ngày càng gia tăng. Ngoài ra thì tệ nạn mại dâm cũng làm gia tăng các băng nhóm tổ chức tội phạm mua bán ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, mua bán người, tổ chức hoạt động mại dâm ở một số địa phương. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi bản tin hôm nay. Hương Nguyên kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nhật báo Người Việt cung cấp cho bạn tin tức về thế giới xung quanh. Phóng viên và thông tín viên người Việt khắp mọi nơi mang đến cho bạn tin tức mới nhất, chính xác nhất và cần thiết nhất. Tòa soạn Người Việt, nơi quy tụ đội ngũ phóng viên đông đảo, yêu nghề theo sát tin tức, thu gọn thế giới và trao đến độc giả mỗi buổi sáng. Nhật báo Người Việt và Người Việt Online là chiếc cầu nối giữa độc giả và giới doanh nghiệp. Số phát hành lớn nhất, quảng cáo hữu hiệu nhất, giao vặt phong phú nhất. Người Việt, nhu cầu tinh thần không thể thiếu. Mọi liên lạc xin gọi 714-892-9414, 892-9414.